Trứng thì là thực phẩm lành tính và đầy quen thuộc với mỗi căn bếp của gia đình Việt. Tuy nhiên là chắc chắn anh em vẫn chưa biết hết về chúng. Trên thế giới này có rất nhiều loại động vật đẻ trứng và trứng của mỗi loài đẻ ra lại có những đặc điểm đầy thú vị riêng. Các loại trứng với nhiều hình dáng và màu sắc kỳ lạ cùng cấu trúc từ đơn giản đến phức tạp nhất. Tất cả thì đều có trong vương quốc động vật đa dạng và đầy độc đáo. Nào, hãy cùng Taga Channel đến với 8 quả trứng kỳ lạ nhất được dùng để làm thức ăn. Ở vị trí thứ 8 thì đó chính là trứng ốc sên. Anh em có đủ can đảm để xơi món trứng ốc sên nếu mà được ai đó mời? Có lẽ là nhiều người sẽ lắc đầu từ chối món ăn nghe đã thấy nhờn nhợn. Thế nhưng hiện tại ở Pháp, trứng ốc sên đang trở thành một món ngon hảo hạng xuất hiện trong nhà hàng 3 sao trở lên ở Pháp. Người mà vừa ghi dấu ấn đặc biệt trong việc biến trứng ốc sên thành một món ăn ngon tại xứ sở này là anh Dominic Peru. Anh này thì đang nuôi 180.000 con ốc sên để chúng đẻ trứng ở một trang trại miền Nam nước Pháp. Trứng ốc sên có giá không hề rẻ một chút nào. Hộp 50g có giá đến 117 đô la Mỹ. Nước Pháp thì có thể không thiếu món ăn ngon, nhưng mà chưa ai nảy ra ý tưởng về một món ăn là những quả trứng ốc sên mà có thể làm hài lòng thực khách khó tính nhất. Piero thì đã làm được điều này sau khi từ bỏ lĩnh vực thiết kế nhà bếp, mua lại một trang trại ốc sên ở Picardy, miền Nam nước Pháp hồi năm 2004 và mất 3 năm để phát triển sản phẩm. Món trứng ốc sên thì nên dùng kèm với bánh mì nướng hoặc là cây ngải đắng và một ly champagne. Bảy, trứng kiến. Trứng kiến được cho loại thần dược và chỉ có theo mùa mà thôi. Trứng kiến đặc biệt tốt cho trẻ em, người già, giúp giảm stress. Ăn vào thì đàn ông cải thiện khả năng sinh lý, phụ nữ thì đẹp da, tóc đen và mượt. Mặc dù là có giá lên đến 700.000 đồng 1kg, nhưng vẫn rất đông người đặt mua trứng kiến gai đen. Có người thì mua một lúc cả 4-5kg trứng kiến về để tủ lạnh ăn dần. Dù vậy thì cũng chưa công trình khoa học nào chứng minh trứng kiến gai đen có tốt thật hay không. Trứng thì lại có những thành phần lạ. Tuy là protein tốt, nhưng người dùng có thể bị dị ứng như là acne, prolin hay là histidine. Ngoài ra thì kiến là côn trùng sống ở nhiều môi trường khác nhau, trong đó có ở những nơi ẩm thấp, rừng núi, nơi có thể là chứa rất nhiều ký sinh trùng, vi khuẩn có hại. Do đó nếu mà người tiêu dùng không có nguồn trứng kiến tươi, sạch và chế biến kỹ, thì vô tình chúng ta lại tự đưa cơ thể mình một nguồn vi khuẩn có hại. Chẳng biết anh em nghĩ thế nào, chứ dù tốt thật thì ta cả vẫn hơi rén. No, God! 6. Trứng emu. Đà điểu Úc hay là chim emu là loại chim to thứ hai trên thế giới. Theo đó thì trứng đà điểu Úc cũng to gấp 2-3 lần so với trứng ngỗng. Điểm nổi bật của loại trứng này là vỏ màu xanh rất là đẹp mắt. Tại nhiều nhà hàng sang trọng ở Úc, trứng đà điểu emu nằm danh sách các món ăn đặc sản hảo hạng với giá vô cùng là đắt. Từ 30-35 đô, tương đương 700 đến hơn 800.000 đồng. Mỗi quả trứng đa điểu Úc trung bình nặng gần 1kg, to bằng bàn tay. Lòng trắng thì gần giống như keo, đặc. Còn lòng đỏ thì màu vàng nhạt hơn so với các loại trứng khác. Được biết thì mỗi lần chim emu chỉ đẻ khoảng từ 10-25 quả trứng. Vỏ trứng rất là cứng, phải dùng dao hoặc là búa đập mạnh nhiều lần thì vỏ mới nứt được. Tại Việt Nam, nhiều gia đình giàu có cũng đặt mua trứng đa điểu xanh từ Úc về để tầm bổ. Tuy nhiên do phải chịu phí vận chuyển qua đường hàng không và phí nhập khẩu nên trứng đa điểu về Việt Nam có giá đắt gấp đôi, hơn 1 triệu đồng một quả. 5. Trứng rùa. Trứng rùa thì khác với trứng gà và trứng vịt mà chúng ta từng ăn. Vỏ trứng rùa tương đối mỏng, khi nhìn dưới ánh mặt trời chúng có cảm giác trong suốt và có màu trắng tinh khiết. Trứng rùa rất là nhỏ, đường kính của nó chỉ khoảng 1cm. Lớn nhất thì chỉ 2cm và trọng lượng cơ bản khoảng 5g, nhỏ hơn một vòng tròn so với trứng chim cút bình thường. Có thể nói đó là một trong quả trứng nhỏ nhất thế giới. Mặc dù trứng rùa nhỏ nhưng mà dinh dưỡng của chúng thì không thể đánh giá thấp được. Lòng trắng của trứng rùa thì không đông cứng. Ngay cả trứng rùa có vỏ mềm khi nấu chín thì lòng trắng vẫn không đông và sẽ tan chảy ngay trong miệng. Hương vị của lòng đỏ giống như thạch, ăn rất là ngon. Trứng rùa có vỏ mềm, mùi rất là nhẹ. Vì vậy dù là từ hương vị hay là dinh dưỡng, trứng rùa vẫn tốt hơn nhiều so với những quả trứng khác mà chúng ta thường ăn. Mặc dù là trứng rùa giá trị dinh dưỡng rất là cao, nhưng mà trứng rùa lại hiếm khi có thể ăn so với trứng gà và trứng vịt. Lý do chính là việc sản xuất trứng rùa rất là thấp, vì rùa chỉ đẻ trứng từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm. Và cũng có ít rùa để có thể cung cấp trứng với số lượng nhiều được. 4. Trứng cá tầm.
Trứng cá tầm được xếp là một trong 10 món ăn xa xỉ nhất hành tinh, khi ăn 1kg trứng cá có giá vào khoảng 180 triệu đồng 1kg, có loại thì lên đến 1,8 tỷ đồng 1kg. Vốn được coi là vàng đen và nằm trong danh sách những món ăn đắt đỏ nhất hành tinh, trứng cá tầm thường chỉ dành giới thượng lưu giàu có mà thôi. Trên thế giới, trứng cá tầm nổi tiếng nhất thì có xuất xứ từ Nga. Trong đó có 3 loại: cá tầm trắng, cá tầm đen và cá tầm seruga. Hiện nay thì 1kg cá tầm thị trường có giá dao động từ 180 đến 300 triệu đồng 1kg. Riêng trứng của loại cá tầm trắng được xếp ở dạng đặc sản hiếm có khó tìm, với giá lên tới 1,8 tỷ đồng 1kg. Một trong lý do làm cho trứng cá tầm trắng đắt đỏ là trung bình một con cá tầm trắng phải có trên 25 tuổi thì mới bắt đầu có trứng. Quy trình lấy trứng cá cũng rất khắt khe, nghiêm ngặt. Tùy theo từng trại nuôi, cá tầm cái hoặc bị giết trước khi lấy trứng, hoặc dùng một kỹ thuật đặc biệt để lấy trứng ra mà không phải giết cá. Ở vị trí 3 thì đó chính là trứng cá sấu. Nhắc đến hai từ cá sấu thì hầu hết mọi người đều nghĩ đến những phụ kiện thời trang như thắt lưng da cá sấu, ví da cá sấu. Mà ít hay rằng cá sấu còn có thể món ăn bổ dưỡng. Thịt cá sấu thì có vị ngon lạ, là sự pha trộn giữa vị của cá, hương của thịt gà và phảng phất thêm chút thịt bò nữa. Nhưng đặc biệt và độc đáo hơn cả là trứng cá sấu. Trứng cá sấu một loại thức ăn có mùi khá là tanh, y như mùi cơ thể đặc trưng của loài cá sấu. Trứng cá sấu lớn cỡ trứng ngỗng nhưng dài, thon và có phần nhỉnh hơn đôi chút. Vỏ trứng thì có màu trắng sáng. Trứng khi đập vỏ, bên trong lòng trắng cũng giống như lòng trắng trứng vịt, nhưng lòng đỏ lại có màu ngà chứ không đỏ như trứng da cầm. Ở Philippines thì còn có món kem trứng cá sấu vô cùng đặc biệt. Kem có thành phần là trứng cá sấu, những quả trứng mà không nở được, không gây ảnh hưởng sự sinh trưởng của loài động vật hoang dã này. Trứng cá sấu thì có 80% lòng đỏ nên kem khá là béo ngậy. Ngoài vị trứng cá sấu nguyên bản, thực khách có thể chọn kèm mix vị như là vị trứng cá sấu sầu riêng hoặc là vị trứng cá sấu lá dứa. Giá mỗi cốc kem cá sấu cũng chỉ khoảng 1,5 đô mà thôi. 2. Trứng chim cánh cụt. Nếu mà các bạn đang tự hỏi việc ăn trứng chim cánh cụt có hợp pháp hay không, thì câu trả lời là không. Bởi việc khai thác trứng chim cánh cụt gần như bị coi là bất hợp pháp ở tất cả nước trên thế giới. Cư dân Nam Phi đã ngừng khai thác trứng chim cánh cụt từ năm 1960. Tương tự ở quần đảo Falkland, việc khai thác trứng chim cánh cụt đã bị cấm hoàn toàn kể từ tháng 8 năm 1999. Những ai vi phạm luật này thì sẽ bị khép vào tội hình sự. Trước khi tất cả lệnh cấm được ban hành thì việc ăn trứng chim cánh cụt diễn ra khá là phổ biến. Tác giả Anthony de Villiers đã từng chia sẻ trong một bài viết đăng tải trên tờ Stop vào năm 2014 rằng: "Tôi đã thử ăn vài quả trứng chim cánh cụt và chúng thật sự rất là ngon." Theo Anthony, vào khoảng những năm 1950, trứng chim cánh cụt được coi là món ăn phổ biến tại Nam Phi. Chính quyền thậm chí còn cấp phép cho công ty tư nhân khai thác trứng chim cánh cụt từ các hòn đảo ngoài khơi nước này. Những quả trứng chim cánh cụt châu Phi to gấp 2-3 lần trứng gà và chúng thì khá là tròn. Dù luộc 10-15 phút nhưng lòng trắng của chim vẫn trong suốt như thạch, còn lòng đỏ thì có màu da cam. Trứng cánh cụt thì hơi tanh, nhưng tanh theo kiểu rất là ngon và hấp dẫn. Tuy nhiên là khi khoa học dần phát triển và nhà nghiên cứu phát hiện rằng số lượng chim cánh cụt suy giảm nghiêm trọng, thì việc thu thập trứng chim cánh cụt đã bị lên án mạnh mẽ bởi các tổ chức bảo vệ động vật, sau đó thì bị cấm hoàn toàn. 3 vị trí đầu tiên video ngày hôm nay thì đó chính là trứng bạch tuộc. Thoạt nhìn thì trứng bạch tuộc có hình dáng giống lòng trắng trứng gà nhưng mà lại có kích thước lớn hơn rất là nhiều. Thật khó thể tưởng tượng được một thứ như vậy hóa ra lại là một loại hải sản. Và càng đặc biệt hơn nữa là chúng không thể bị phá vỡ bằng kim thông thường. Trứng bạch tuộc được bọc trong một túi rất lớn, rất khó để xé bằng tay và phải dùng dao để cắt. Sau khi cắt ra, mọi người sẽ thấy bên trong là những quả trứng nhỏ có màu vàng nhạt. Tuy nhiên là cảm giác nhớt dính và có phần lúc nhúc của trứng bạch tuộc khiến cho người Trung Quốc cảm thấy rất là sợ hãi và không hề muốn ăn. Trong khi ấy, người Nhật lại thấy rất là bình thường. Người Nhật thì rất là thích các loại trứng cá và trứng bạch tuộc cũng không phải là một ngoại lệ. Khác hẳn những loại bạch tuộc thông thường, chứ bạch tuộc sống ở vùng biển sâu Nhật Bản thì trứng của nó kích thước lớn đến như vậy. Thông thường, người Nhật sẽ ăn trứng bạch tuộc dưới dạng tầm bột chiên xù tempura, rang, luộc, ăn sống. Có rất nhiều món ngon được chế biến từ trứng bạch tuộc và khi ăn, mọi người sẽ cảm nhận được vị béo, vị ngon giòn tan của từng túi trứng vỡ tan ra trong miệng.
Và video đây lại hết rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và nhớ subscribe Tanga Channel ngay tức đón xem video mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em.